Cổng tam quan có nghĩa là cổng lớn hay cửa ngõ để đi vào một nơi nào đó. Tam quan là cổng lớn, tức quan, chia làm ba cửa, gọi môn, có kích thước lớn nhỏ khác nhau. Con số 3 được lấy từ thuyết tam tài, tiêu biểu cho phong cách kiến trúc. Tam quan tại Việt Nam là Văn Miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội và Huế. Cổng tam quan ở Văn Miếu và các miếu quan trọng được dựng có lầu ở trên, gọi là tam quan môn lầu, với 7 lớp cửa bố trí theo kiểu trường thành tam cổng. Xưa kia, triều đình quy định lối giữa dành cho vua, bên tả dành cho quan văn, bên hữu dành cho quan võ. Các cổng làng vì thế luôn lấy làm tam quan, cũng vì mục đích phòng khi đón vua về ngự. Đền miếu lăng tẩm cũng theo đó mà làm. Hình thái tam quan này mở rộng ra thành ngũ quan, tiêu biểu là cửa ngõ môn ở cố đô Huế, cung chính giữa gọi là ngõ môn dành cho vua, hai cửa kế tiếp gọi là giáp môn dành cho quan lại, hai cửa bên ngoài gọi là dịch môn dành cho binh mã. Ngõ môn 5 cửa 9 lầu, 1 lầu vàng, 8 lầu xanh, 3 cửa thẳng, 2 cửa quanh. 9 lầu ngũ phụng chỉ gồm 2 tầng. Tầng cao nhất nằm ở giữa lợp ngói hoàng lưu ly màu vàng, hai bên 8 mái khác thấp hơn chia làm 4 gian lợp ngói lưu ly xanh, gọi là lầu xanh. Con số 5 tượng trưng cho ngũ hành và con số 9 tượng trưng cho cửu trùng, đặc trưng của Chiết Đông. Về sau chùa Triền cũng theo phép này lập cửa tam quan để tiếp vua đi lễ Phật. Tam quan của chùa ít khi mở cổng lớn, trừ những dịp có lễ lớn mới mở. Người ta lại dựa vào phong thủy chia ra cửa nhỏ bên trái, từ ngoài hướng vào là Thanh Long, bên phải là Bạch Hổ. Khách hành hương thường đi vào cửa trái và ra cửa phải, gọi là nhập Thanh Long, xuất Bạch Hổ, hàm ý rước phước đức của chùa về nhà. Sau này hình ảnh tam quan của thiền môn được tư tưởng hóa theo triết lý nhà Phật. Tam quan là ba cửa: cửa không, tức không môn; cửa vô tướng, vô tướng môn; và cửa vô nguyện, vô nguyện môn, gọi chung là tam môn. Thật thú vị, đường vào Phật đạo cổng có ba cửa. Trong kinh điển Phật giáo, bất cứ một con số nào đều có ý nghĩa riêng của nó, thường gọi là pháp số. Hai chữ tam quan cũng thế. Tam quan như đã nói ở trên, còn gọi là tam môn, nghĩa là ba cửa. Cửa chùa thường xây theo kiểu này, tức là cổng lớn gồm ba cửa đi vào. Cổng tam quan chùa biểu tượng cho tam giải thoát môn để vào được Niết Bàn. Do đó mà cổng chùa dù xây một cửa cũng vẫn gọi là tam quan hay tam môn, nhưng hầu hết đều xây ba cửa. Cổng tam quan còn mang ý niệm ba cách nhìn của Phật giáo, gồm hữu quan, trung quan và không quan, thể hiện cái có, cái không, cái trung dung. Kiến trúc cổng tam quan phần chủ yếu là ba lối đi và ở giữa thường lớn hơn ở hai bên. Vách cổng có thể bằng gỗ hoặc xây tường, bằng gạch hoặc đá, phía trên lợp mái,
hai bên lối đi thường đắp câu đối, chán cửa ghi tên chùa hay tên cửa. Cổng có gác. Cổng nhỏ chỉ là một tầng, nhưng khi dựng quy mô hơn thì nhiều nơi xây hai tầng mái hoặc xây gác bên trên. Cổng bằng gạch và đá thì gần như nhất thể đều có gác, dù chỉ là gác giả để tạo chiều cao. Có nơi xây thành 3 tầng. Khi thiết kế gác ở trên thì có chùa dùng nơi để treo chuông, khánh và trống dùng trong nghi lễ nhà chùa. Cổng kiểu tứ trụ. Cổng tam quan kiểu tứ trụ, thay vì xây tường vách thì dùng 4 trụ biểu. 2 trụ giữa cao hơn 2 trụ bên để chia thành 3 lối đi. Phía trên nối liền 4 trụ biểu là xà cách điện làm chắn cổng. Nói tóm lại, cổng tam quan là tiêu biểu cho 3 pháp ấn, 3 chân lý trong đạo Phật. Khi chưa tu, chưa biết tu thì có 3 pháp ấn, đó là vô thường, vô ngã và khổ. Nhưng khi tu rồi, đắc pháp thì thấy vô thường là thường, vô ngã là thường và khổ là thường, trở thành 3 cửa giải thoát, đó là cửa không, vô tướng và vô tác. Vì muốn chỉ cho chúng ta biết cách cảnh giới của hữu tình không, nên Đức Phật phải dùng vô thường, vô ngã để dẫn đến niết bàn tịch tịnh. Theo quan điểm của Đại Thừa Đức Phật, Ngài khuyến khích chúng ta ngồi tiến thêm một bậc nữa, bởi vì 3 pháp ấn đó chỉ là phương tiện để cuối cùng dẫn đến nhất thật tướng ấn, chính là pháp không, nghĩa là tất cả mọi sự vật đều không. Ý nghĩa thâm thúy của cổng tam quan mà người đời thường gọi là chùa, là cửa không, là như vậy. Thật sự trong cuộc đời này, nếu chúng ta hiểu được phần nào của 3 pháp ấn này, thì cuộc sống của chúng ta sẽ vượt thoát được những đau khổ, ràng buộc, kiến chấp sai lầm. Như thế, cuộc sống của chúng ta chắc chắn sẽ an lạc